Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Con Rơi Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô khoảng 20 cây á cô chú anh chị, siêu bông mình lợi tại bãi kiện của em Thúy Hằng ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cô chú anh chị ha. Mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho Thúy Hằng, ủng hộ kênh Cuộc Sống Con Rơi Hậu Giang ạ. Dạ em xin phép được clip chia sẻ luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ chị xin chào em Hằng ơi. Dạ xin mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Hôm nay quay trở lại kênh thì em còn 20 cây siêu bông mình lợi, em giao lưu với cô chú anh chị mình để về lấy bo làm giống ha. Liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0939099607, đó cũng là số các bạn Zalo của em luôn. Rồi em vào cây mã số đầu clip là cây mã C1, là một cây siêu bông mình lợi nha cô chú. Dạ C1, cây này ghép được 30 mét hả cô chú anh chị. Cái này nó có nút nụ về cô chú anh chị mình lấy bo ha. Nó đánh cái con ngắt lắm á cô chú anh chị, cũng đế luôn nha. Dạ hoành 27, chiều cao 30, tán ngang 43. Rồi cây mã số C1, cây siêu bông mình lại anh em giao lưu là 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ 1,2 triệu ship chậu luôn nha cô chú. Cái bo này lên Zalo rồi mình cũng về có thể cắt ghép nhân giống được á cô chú anh chị. Rồi nhà mã số C2. C2 cũng là một cây siêu bông mình lợi dáng trực luôn cô chú ơi. Cây này như cây bức măng hai giót ngọn nhỏ ha cô chú anh chị. Dạ, mình ghép đủ chi đều tàn á với cô chú anh chị ha. Có một cái chi tử dưới này luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Em đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bo nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành 22, 90 là 90. Tổng nội đế là 70, chiều cao 75, tán ngang 47. Rồi cây C2 1,4 triệu, em bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Dạ 1,4 triệu. Cái này mình con tàn lại mình lấy bo xong cái để tới Tết là ra cái tàn thùm lum luôn hết cô chú anh chị. Rồi dạ mã số 2 C3. C3 là một cây siêu bông mình lợi, cây này về lấy bo liền được luôn nha cô chú. Cây này em ghép được 5 bo. Dạ. Nó bắt đầu lên da lương rồi hết cô chú anh chị. Đế nó cũng quán quái lắm nha cô chú nha. Dạ chị xin xếp ra luôn nha. Hoành 20, cao 48, ngang 50. Rồi mã số C3 1,000,000 em bao ship luôn. Dạ. Mã số C4, một cây siêu bông bình lợi dáng long hả cô chú anh chị. Cây này ghép được gần 3 tháng nha cô chú anh chị, về mình lấy bo liền ok ha. Đánh cái co này gắt lắm. Cây này lấy bo được nhiều nè cô chú. Này em ghép được 8 bo nha. Đế cũ luôn cô chú ơi, về mình thay khác đế chứ ha. Hoành 23, cũ 30, cao 55, tán ngang là 70. Rồi cây mã số C4, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,500,000, em bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ 1,5 triệu. Dạ số C5, siêu bông bình lợi luôn cô chú ơi. Cây này em ghép được 8 bo, 2, 4, 6, 8 bo. Thân lắc đế cũ luôn hen cô chú anh chị. Có cái bo này. Rồi cho không gãy đâu. Nó lật lá rất là. Dạ. Dạ. Bên. Đây. Hoành 20. Cũ 36. Cao 43. Ngang 57. Rồi cây mã số C5 1,000,000 em bao ship luôn cô chú ơi. 1,000,000 trắng luôn cô chú anh chị ha. C6, siêu bông bình lợi, cây này hả tàn tự nhiên ha cô chú. Dạ, dán trực luôn ha cô chú anh chị ha. Cái bo nó cũng dài thật lượt luôn á cô chú. Ghép được 10 bo cô chú ơi. Rồi, đế nó đế trẻ điệu ha. Dạ. Hoành 25, tổng đế 85, chiều cao 68, tán ngang 60. Rồi cây mã số C6 em giao lưu 1,3 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Dạ 1,3 triệu xem hiện nay cô chú anh chị. Mã số C7,
một cây giáng long đế cũ, trải điệu, đế trải điệu. Cây này mình ghép cũng nhiều bo lắm đó cô chú anh chị ha. 3, 5, 7, 9 đó nghe cô chú anh chị. 90 ghép ha. Thân lắc nha. Hoành 20. Dạ rồi. Cổ đặc 43. Chiều cao 68. 8.068 luôn. Rồi xe bán 1.4 em bao ship luôn cô chú ơi. Chụp mã số C8. Siêu bông mình lợi luôn cô chú ơi. Cái này em ghép được 7 bo ha. Đế cũ luôn nha cô chú anh chị. Cái con này nó gắt luôn ha cô chú anh chị nha. Hoành 21. Cao 67. 1047. Rồi cây C8 này em Zalo 1.1 em bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Cao không? C8. Dạ, C9. C8 mà chị. Mã số mã C9 nha. Cô chú anh chị là một cây siêu bông mình lợi luôn. Dạ. Đế cũ dán lông hồi đầu luôn nè cô chú. Cây này ghép cũng được 3 4 6 7 chục ghép đó cô chú anh chị. Có cái đuôi cái ở đây nhìn có duyên ha. Đế cũ bên này có cái tay nó ôm lại ha cô chú. Sát gẹt luôn. Rồi. Hoành là 25. Cái cũ 40. Cao 53, nghiêng 53. Rồi, mã số C9 triệu 3 em bao ship luôn cô chú ơi. Dạ. Cái thân lắc rồi của nó cũng duyên lắm cô chú anh chị ha. Dạ, mã số C10. Siêu bông mình lại luôn cô chú ơi. Chín bò nha. Chín bò. 10 bò. Bò nhỏ nhỏ ở đây nữa cô chú. Này nhìn như con cá sấu nó nằm lớp đó ha cô chú anh chị. Nó nằm bài ra rễ dưới này có đủ hết nè cô chú về khai khác ha. Em đậy lại ha cô chú. Hoành 25. Dạ. K51, ngang 51. Mã số C10. Em giao lưu cô chú anh chị thì mình là 1.2 em bao ship toàn quốc ha. Siêu bông mình lại. Mới xong một thứ mới luôn. Mã số C11. Siêu bông mình lại luôn cô chú ơi. Cây này cũng ấm tàn hết cô chú anh chị, mình nhất cũng được 1, 2, 3, 4 bò á cô chú. Đế cũ luôn, đế dưới này nhiều lắm nha cô chú anh chị. Nè bên này nè cô chú ơi, đế bên này có đủ hết. Dạ. Hoành 21. Dạ. Cao 51, ngang 38. Rồi mã số C11. Giá 1.1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Mã số C12. C12. Dạ. Em làm một cái siêu bông mình lại nha cô chú. Mười ba bo nha quý cô chú anh chị ha. Cây này có đế đều luôn ha cô chú. Hoành 23. Cái bẹt hái giò nó qua hai bên ha. Chiều cao 49. Ngang 42. Rồi C12. Em giao luôn 1.1 triệu luôn. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Dạ. C13. Một cây siêu bông mình lợi luôn. Cái lô này thì em sẽ bó bầu đóng kiên gỗ nha cô chú anh chị ơi. Tại cái chậu nó nặng quá, vận chuyển nó dễ bị bể chậu ha. Dạ. Được 4 bò nguyên một cục đế luôn nha cô chú ha. Hoành 22. Cũ 35. Cao 44. Ngang 60. Rồi mã số C13 1.2 triệu em bao ship toàn quốc luôn ha cô chú. Dạ. Dạ, mã số C14. C14 là một cây giáng trực củ nở ha cô chú anh chị. Dạ. Mình ghép đủ chi nhiều tàn rồi nha cô chú anh chị ha. 3, 5, 6, 8 ghép trục còn 11 bo nha quý cô chú anh chị. Hoành 23. Cao 73. Ngang 63. Rồi mã số C14 1.4 triệu em bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi, cây siêu bông mình lợi ha. Rồi mã số C15. Một cây siêu bông mình lợi dán lông hồi đầu luôn nè cô chú. Dạ. Cây này ghép được 9 chọc ghép nè cô chú anh chị ha. Đó, cây nào cũng có đế trong nha cô chú anh chị. Hoành 23. Cũ 33. K60. Ngang 53. Rồi mã số C15 1.1 triệu em bao ship luôn cô chú ơi. Dạ. Dạ, mã số C16.
cây siêu bông mình lại ha cô chú anh chị. Cái này ghép được 3 tháng rưỡi nha ha. Về lấy bo liền luôn nha cô chú. Cây này nó có bị lát da ở đây, nó đang kéo lại ha cô chú anh chị, gần liền ha. Là như cái cụ trỏ vậy đó cô chú anh chị. Hoành 23. Tổng đế 56. Chiều dài thú là 31, chiều cao 28, ngang 56. Rồi mã số C16, 2.600.000 em bao ship toàn quốc nè. C17. C17 cũng là một cây dáng thú luôn cô chú. Dạ. Cây này đến cũng quá thôi chú anh chị, đến lên luôn nha. Mấy cái bo này thì đã lên da lưu hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Chân sớm nơm mà nó bỏ mấy cái chân đều luôn ha cô chú. Hoành 23. Tổng đế 78. Chiều dài thú là 33. Chiều cao sớm nơm 18. Chiều cao cây 56, tán ngang 52. Rồi mã số 17. C17 2.6 em bao ship toàn quốc luôn ha. Mã số C18. C18 mình trang cặp với C17 luôn ha cô chú. Dạ, dán nó bay bay luôn cô chú anh chị. Dạ, cái này mình biết quái đi kéo luôn cô chú ơi. Dạ. Hoành 24. Tổng đế 78. Chiều dài thú là 38, chiều cao cây 35, tàn bay là 84. Rồi C18 2.6 em bao ship luôn cô chú ơi. Dạ. Mã số C19. 19. Cái này ghép được 4 tháng rồi nha cô chú. Dạ, lên nút nụ, lên da lương, về lấy bo liền luôn ha cô chú. Bo ghép là bằng ngón tay út của em luôn á cô chú ơi. Ngôi này cũng rơm đá nữa nha cô chú đi. Hoành 25. Tổng đế đế đặt là 52. Chiều cao của cây là 79, tán ngang là 96. Rồi mã số C19 2.500.000 cây siêu bông bình lợi ha cô chú. Dạ. Em bao ship luôn. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ em. Em xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Dạ em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị nha.